là lần đầu tiên mình tham gia một cái giải thưởng quốc tế. Thì anh cũng rất là vui khi mà anh được giới thiệu tác phẩm của mình vượt qua khỏi biên giới Việt Nam để đến với nhiều người hơn. Thì cái cuộc thi này là một cái sự kết nối, một cái cầu nối rất là tốt để cho nghệ sĩ thành danh lẫn nghệ sĩ triển vọng đều có thể kết nối mình với lại cái sự phát triển của nghệ thuật chung của khu vực. Tuy nhiên là với cái sự phát triển đó thì theo mình nghĩ là chính bản thân cả nghệ sĩ mình cũng phải tự trau dồi cái kỹ năng của mình, kỹ năng về chuyên môn nói chung và kỹ năng ngoại ngữ nói riêng nữa để mà mình dễ dàng mình tiến ra khu vực hơn. So the UOB Painting of the Year is the most prestigious Southeast Asian art competition. And to win this is a very big honor. And to win this for Singapore, I feel very, very proud. I hope that this provides inspiration that, you know, more artists can actually create more work. And, you know, we'll have a lot more interesting artworks from Southeast Asia in the future. Như các bạn biết, năm nay là lần thứ 43, mà tức là 43 năm họ làm rồi, thì họ cũng đã giúp được rất nhiều các cái nghệ sĩ trẻ từ cách đây hơn 40 năm bây giờ cũng đã thành những người có nghề rất là chững chạc trong nghề nghiệp, cũng có đóng góp một cái tiếng nói cho nghệ thuật khu vực rất là nhiều. Đồng thời với cái điều đấy thì nó cũng là cái nguồn cổ vũ động viên cho những bạn bè của họ, những đồng nghiệp của họ, những người lớn tuổi cũng có và những bạn trẻ hơn họ cũng có, thế hệ sau cũng có. Cái đấy là cái mà giá trị nhất cho một cái cuộc thi như thế này. Thank you.